chào anh trai ở thôn Đình Tổ, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ha. Có đặt em Mr. G4 20.000 đô. Và clip này sẽ làm test âm thanh cho anh. Clip sử dụng thì anh đã thấy rất là nhiều rồi, nên không còn gì nữa để mới sử dụng hết, chỉ hết nữa. Anh chỉ xem clip cái cách chỉnh của em thôi. Rồi, em test cho anh ca khúc Kiếp Ve Chai do chính em sáng tác luôn. Về anh có quên anh nhìn cái clip này lại nha. Mít em chỉnh 3 giờ rồi. 3 giờ chắc hút nhiều. Tôi kiếm ve chai từ lâu sang khô, khó khăn trong cuộc đời. Đêm về hiu quạnh, màn đêm buồn xuân, nỗi niềm buồn riêng tôi. Nàng thì mơ ước giàu sang quyền quý, sống đời kiếm đại cha. Tôi đời bé trai nghèo, giàu sang không có nên nàng ra đi. Nhạc này làm hơi sai lời của Khương một chút, nhưng mà không sao, Khương hát theo cái bản gốc và cái lời nó sai nhưng mà nó cũng theo cái dàn âm nên cũng anh chị em cũng hát cũng ok. Rồi, cảm ơn anh trai ở thôn Đình Tổ, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nha, đã ủng hộ Khương Mixer G4 20 đô. Bây giờ Khương sẽ nhắn sẵn cho anh luôn, về cho anh có cái đầu vang sẵn để em thôi anh về anh không biết đường anh, hoặc là anh quên cái sao nó không vang. Đây, em đã nhắn sẵn cho anh nha. Và delay anh đang chỉnh 40 nha. Nó vang nhiều quá thì anh hạ anh bớt nha. Đang chỉnh 40 vang. Nếu mà nó vang sâu quá, vang nhiều quá thì bớt lại. Rồi, cảm ơn rất nhiều ạ.